có một loại visa mang tên là visa đầu tư rủi ro và mạo hiểm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những cái loại visa đi định cư Canada có thể nói là an toàn nhất ở thời điểm hiện tại cho các nhà đầu tư Việt Nam. Và cái visa Phượng đang nói đến ở đây đó chính là visa SUV, visa khởi nghiệp Startup Visa của Canada. Lý do tại sao chương trình SUV lại được đánh giá là một trong những loại chương trình đi định cư Canada an toàn nhất hiện nay? Lý do đầu tiên đó chính là cái chương trình SUV là một trong những cái chương trình định cư Canada hiếm hoi mà anh chị mình sẽ nhận được cái PR, cái Permanent Resident Card là thẻ thường trú nhân ngay từ đầu, chứ không phải chỉ nhận được cái Work Permit và phải thông qua cái thời gian thử thách giống như một số những cái chương trình đầu tư tỉnh bang khác. Đây là cái điểm mấu chốt và khác biệt lớn nhất giữa chương trình SUV và những cái chương trình đầu tư tỉnh bang khác của Canada. Và cái yếu tố thứ hai mà đa số khách hàng bên Phượng lo lắng, tức là vì cái thời tiết khí hậu của Canada khá là lạnh. Nếu như mà đầu tư tỉnh bang thì phải đến những cái vùng hơi xa xôi hẻo lánh để mà cư trú cái thời gian đầu. Thì đối với chương trình SUV, bởi vì là chương trình đầu tư liên bang, do đó là anh chị mình được phép cư trú định cư sinh sống tại bất kỳ tỉnh bang nào của Canada. Thì đây chính là hai yếu tố khiến cho cái chương trình SUV có thể nói là rất an toàn. Còn anh chị thì sao? Nếu như anh chị mình đã có IELTS 5 chấm và anh chị có cái background công việc, nghề nghiệp cũng như là công ty ở Việt Nam phù hợp, thì đừng chần chừ tìm hiểu về cái chương trình SUV để đi định cư Canada cho cả gia đình anh chị nhé.